Chào các bạn, đây là cung cá heo, còn gọi là cung quy hoạch hội chợ triển lãm và phát triển văn hóa tỉnh Quảng Ninh. Mang hình ảnh chú cá heo vờn sóng biển được tỉnh Quảng Ninh công nhận là điểm du lịch, là điểm đến không thể bỏ qua của các khách du lịch các bạn. Cung quy hoạch hội chợ triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh này nằm trên đường Trần Quốc Nghĩễn thuộc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Công trình này nằm trong khối kiến trúc văn hóa của tỉnh, bao gồm bảo tàng, thư viện tỉnh, quảng trường 30 tháng 10 và cung quy hoạch hội chợ triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh, được nhân dân yêu quý gọi với tên là cung cá heo. Hôm nay ở cung cá heo là có hội chợ triển lãm co-op hè 2020. Bây giờ đang 14 giờ chiều, trời nắng hè rất là gay gắt nhưng mà rất là đông. Đây phía ngoài các bạn nhìn thu về để xe máy. Rất đông người nha, đấy. Toàn bộ cái hội chợ triển lãm là ở trong nhà, bên ngoài chỉ để xe thôi. Cung cá heo nhìn từ trên cao xuống rất là đẹp, nó có tổng chiều dài là 320 m, hình một con cá heo nằm trên sóng rất là đẹp. Rất tiếc là do góc quay hạn hẹp phải đứng ở dưới nên không nhìn hết được tổng thể công trình. Giờ ta đi xuống phía cuối cái mặt vào nha. Đây phía cuối của cái cung cá heo. Và ta nhìn vào phía trong dân cư đây. Nhà phố. Nhìn ra biển rất là đẹp đây. Đấy. Nhà đi quay ra biển, gió mát lắm. Đang gió rất là to các bạn. Đây là phía biển Vịnh Hạ Long đấy. Đây là quả đá trông như hình non bộ. Buổi tối trên quả núi này người ta bật đèn trang trí đẹp tuyệt vời luôn. Đây mời các bạn ngắm ra Vịnh Hạ Long này. Không gian rất là yên tĩnh, cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu lắm các bạn. Gió mát, gió ăn thổi rất là mạnh. Buổi chiều đi thư giãn trên đường, ngắm xuống Vịnh Hạ Long thật tuyệt vời luôn. Đây phần cuối của chỗ cung cá heo, bên dưới là nhìn lên. Bây giờ ta quay ra phía biển xem một chút các bạn nha. Đây, đây là biển Vịnh Hạ Long này các bạn. Chỗ này sau này, khu vực này người ta sẽ làm cái bãi tắm ở đây. Đây là đang xây dựng. Khu này xây dựng xong rồi đẹp lắm. Trước mặt ta là những tàu thuyền của ngư dân, người ta đỗ ở đây. Buổi chiều đứng ngắm cảnh ở đây tuyệt vời lắm các bạn. Gió mát. Hành lang trên đường để đi bộ ngắm ra biển rất là rộng và đẹp. Vịnh Hạ Long đi ra đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn đến cung cá heo, quảng trường 30 tháng 10, bảo tàng tỉnh và thư viện tỉnh Quảng Ninh. Các bạn có dịp được ngắm cảnh biển Hạ Long đẹp như này các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Quý vị các bạn ủng hộ tôi cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người xem các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn.